sốt 39 độ có cao không? Hoàng Sơn xin chào bà con. Mình có một số điều cần biết khi mà chúng ta bị sốt. Sốt là một cái triệu chứng tốt cho cơ thể khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động để chống lại với sự viêm nhiễm và tác nhân bên ngoài. Tuy nhiên, nếu mà cơ thể chúng ta bình thường ở nhiệt độ trung bình là khoảng tầm 37 độ C thì nếu mà trường hợp trên 38 độ thì có thể coi là sốt nhẹ, và trên 39 độ là chúng ta cần theo dõi cả nhà ha. Đối với một số trường hợp, ví dụ giống như buổi chiều hoặc là khi mà chúng ta ở ngoài nắng hay là làm việc thì thân nhiệt chúng ta có thể thay đổi một chút. Nhưng mà nếu mà để cái biểu hiện mà sốt và bệnh á, thì ngoài lý do là tăng nhiệt độ trong cơ thể thì chúng ta cũng xem thêm một cái số cái triệu chứng phụ nữa nha. Ví dụ trường hợp đau đầu hay là đau ngực để chúng ta có thể theo dõi thêm, hoặc là ho. Cơ thể chúng ta khoảng tầm 37 độ C, khi mà mình đo bằng cái nhiệt kế á, thì nhiệt kế thủy ngân, hoặc là bây giờ nhiệt kế thủy ngân nó cũng khá là độc nên là người ta ít sử dụng, tại vì khi mà vỡ ra thì khá là nguy hiểm ha. Nhiệt kế thủy ngân tầm khoảng mười mấy ngàn á, rất là rẻ. Thì bây giờ chúng ta có nhiệt kế điện tử que để thay thế thì tầm trên dưới 100 ngàn đó, thì mình có thể đo ở trên miệng, dưới lưỡi, hoặc là kẹp nách, hoặc là đo hậu môn. Đối với trẻ em thì thường đo hậu môn chúng ta sẽ có một cái vỏ để bọc vào để mình đo. Thì hậu môn là cái nhiệt độ cơ thể nóng nhất, ví dụ là khoảng 37 độ, 37 độ rưỡi, hoặc là như trẻ em có thể lên đến 38 độ. Còn như ở đo ở miệng, dưới lưỡi thì tầm khoảng 37 độ. Còn nếu mà như ở nách thì có thể nó thấp hơn một xíu, ví dụ nửa độ. Nên là sau này thì chúng ta có một số cái nhiệt kế để đo, là đo ở trán hoặc là đo ở tay, thì chúng ta có cái phần là bù nhiệt độ. Ví dụ cái nhiệt độ thực tế trên trán nó sẽ không có chính xác là 37 độ C, nhưng mà cái phương pháp nội si của nhiệt kế sẽ đo cho chúng ta cộng trừ thêm so với nhiệt độ môi trường để nó biết được cái nhiệt độ chính xác trong cơ thể của chúng ta ha. Thì bà con có thể xem thêm một số cách lựa chọn nhiệt kế và cách sử dụng. Nên là bà con có thể có thêm một số thông tin để chúng ta tham khảo như sau. Ví dụ ngoài trường hợp là thân nhiệt chúng ta cao, đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi thì nhiệt độ mà từ 38 độ đến 39 độ thì chúng ta cũng nên theo dõi rất là kỹ ha. Còn đối với người lớn thì nhiệt độ trên 39 đến 40 độ thì cực kỳ nguy hiểm. 39 độ thì chúng ta có thể nên đi đến bác sĩ.